Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Mừng thêm tuổi mới, nữ diễn viên Vũ Cạ tự thưởng cho mình bộ ảnh mới để ghi lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình. Nếu như năm ngoái Vũ Cạ xuất hiện với hình ảnh nàng thơ nhẹ nhàng, bay bổng thì lần này cô nàng bất ngờ lộ sắc với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc, cá tính đầy ấn tượng. Để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ bằng hình ảnh một cô nàng diễn viên cá tính, hài hước nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, Vũ Cạ vượt xa hình ảnh vai trò một diễn viên hài mà thử sức thành công ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vai trò người dẫn chương trình. Hào hứng với một năm đầy nhiệt huyết và tạo được nhiều dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp, Vũ Cạ vẫn giữ thói quen đón tuổi mới luôn dành cho mình một bộ ảnh đẹp để ghi lại thanh xuân đẹp đẽ của mình. Nếu như năm ngoái hay nhiều năm trước đó, cô nàng trung thành với hình ảnh một nàng thơ nhẹ nhàng, bay bổng, thơ ngây thì bộ ảnh năm nay cô khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ với độ mạnh khó cưỡng. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Mỹ Lộ và ekip của mình, Vũ Cạ bỗng biến hóa hoàn toàn hình ảnh cũ bằng thần sắc sáng chảnh, hút hồn. Nhiếp ảnh gia Mỹ Lộ và ekip đã giúp Vũ Cạ khai thác triệt để vẻ sexy, gợi cảm và quyến rũ của mình mà trước đây cô chưa từng dám thử. Diện trang phục với chất liệu chủ đạo là da, ánh kim ôm sát cơ thể, kết hợp cùng bột cao qua gối, cùng tóc búi cao, Vũ Cạ khoe vẻ mạnh mẽ với những cú tạo dáng, đánh hung cực gắt như những nữ chiến binh thực thụ. Tự nhận mình là cô nàng bánh bèo, gái quê, Vũ Cạ từng không dám theo đuổi hình ảnh gợi cảm, quyến rũ vì tự ti với vóc dáng và chiều cao của mình. Thế nhưng, nhờ sự tư vấn của ekip cộng với việc phải thay đổi hình ảnh cho hợp với thời điểm, độ tuổi của mình, Vũ Cạ thử sức với phong cách mới và thích thú với sự thay đổi này. Dịp sinh nhật 30, 10 năm nay, Vũ Cạ và các fan đã cùng nhau thực hiện chuyến từ thiện trước sinh nhật 3 ngày ngày 27 tháng 10 tại chùa Kỳ Quang để lan tỏa tình yêu thương đến các bé mồ côi, cộng đồng. Năm nay tôi không tổ chức gõ phở lìn như năm ngoái nhưng thay vào đó cùng các fan của mình đi từ thiện. Cùng các bạn tập trung lại chia sẻ tình cảm với các bé kém may mắn, nhưng tôi cũng xúc động khi các fan làm sinh nhật ngay trên xe cho mình đầy bất ngờ, Vũ Cạ bày tỏ. Nếu như sinh nhật vài năm gần đây, Vũ Cạ đều dành thời gian hẹn họ, đi ăn với người ấy, nhưng năm nay vì một mình nên cô nàng quên mất luôn ngày quan trọng mà nhận sâu kín bưng. Kết quả là, dù là ngày sinh nhật, dù bao nhiêu bạn bè rủ dê tiệc tùng nhưng Vũ Cạ ngậm ngùi đi làm không kịp thở vì lỡ nhận lịch trước đó vài tháng. Chia sẻ về việc làm đầu tiên khi đón tuổi mới, Vũ Cạ tiết lộ, mỗi ngày cứ sáng đi khuya về, có những đêm rạng sáng mới về nhà nên cũng có lúc tôi quên việc chăm chút cho không gian nhỏ của mình. Ngày sinh nhật tôi không làm gì lớn, ngoài thời gian đi làm không kịp thở, về đến nhà tôi làm ngay việc sắn tay áo tự tay dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa và nấu một bữa ăn thật ngon dù ăn chỉ một mình, cắm bình hoa thật đẹp và tươi cho không gian đi về của mình là đủ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.